Anh chị cho cái chị thành phố Hồ Chí Minh coi. Trời ơi. Anh chị anh Thành. Em trì có gì thầy hỗ trợ em, trì mỗi một Đúng hai rồi. người chứ trì nhiều. Đúng rồi. Chị đi. Anh cứ chị đi. Chị nếu mà trong vòng 2 phút không được thì tôi hỗ trợ cho anh nha. Dạ dạ Rồi dạ chị nói dạ chuyện hai người nói chuyện. Các bạn nói nghĩa là hai người ta trị bệnh cho nhau, chúng ta không được nói chuyện ha. Vì vì nói chuyện thì anh Thành sẽ không bao giờ thấy cái người bị trị bệnh, được trị bệnh. Rồi anh Thành chị đi rồi chị ấy nói chuyện đi chị Đức. Chị Đức, chị nói chuyện đi chị Đức. Anh ơi, em chữa cho chị cái lưng. À, Chị đau lưng ơi, Thành chị thấy chân đau ở Thành. chị Chị đau lưng mà. ơi. Là 4 là 5 hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ thì cho chị nhé. Em chị đi. Chị dòm vào mặt của Thành rồi tập trung vào mấy cái chỗ điểm đau nha. Nhất trí. Rồi Thành bắt đầu chữa nha. Chị thấy thế nào? Thấy có giảm không? Hơi đỡ đỡ. Chị thấy đỡ chưa? Đỡ một tí thôi. Hỏi bao nhiêu phần trăm mà anh Thành ơi? Chị Đức ơi, xem được bao nhiêu phần trăm mà chị Đức ơi? Được 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 20%. 12% hả? Rồi chị tiếp tục nha, tiếp tục nha. Chị Hỏi thấy đi Thành thấy ơi. em bao nhiêu phần trăm chưa? Vẫn thế thôi. Thế thôi hả? À? Chị thấy có giảm đến chút nào không? Chưa chưa giảm. Thấy được bao nhiêu rồi chị Đức? Dạ, được 20% thầy ạ. Chị coi tôi thấy còn hơn rồi mà. Chị thấy hơn rồi đó. Được 30% ạ. Wow. Thiệt. Đương nhiên là 40 chứ gì. Vâng ạ. Thì tiếp đi anh Thành ơi. Dạ dạ đang trì Anh thầy hỏi ơi. tiếp đi, anh hỏi tiếp đi, đừng cho bệnh nhân tập trung cao độ đi. Chị Đức tập trung xem được bao nhiêu phần trăm rồi chị Đức ơi. Được 40% ạ. 40% hả? Thì xem có thêm được phần trăm nào không, được không? Vẫn còn đau. Vẫn còn đau hả? Chị thấy có thêm được phần trăm nào không? Có đỡ không? Được 50% rồi. Có thêm được chút nào không gì Đức ơi? Được 50% rồi chú ạ. Cái này 60 chưa? Dạ chưa. Chị coi cái được 60 rồi mà. Mới có 50% ạ. Chị coi là tôi thấy hơn 60 rồi. Được 60 chưa? 60 rồi ạ. Rồi được 70 chưa? Thở đi Thành ơi.
Chị Đức thấy được 70% chưa chị Đức ơi? 60% thôi. 60% hả? Chị tập trung xem có đỡ đau thêm nha. Chị thấy có đỡ thêm thấy không? Bao nhiêu phần trăm rồi? Vẫn còn đau. Vẫn còn đau hả? Thấy có đợi chút nào nữa Vẫn còn. vẫn sao chị thấy có đợi thêm không 70% rồi. hả? 70% rồi. À chị tập trung chút nữa nha. Thấy được 80 cho chị ơi. Chưa. Thấy được chưa chị? Được 80 không? Hay còn đâu? Thấy được. Có đợi thêm chút nào không? Đó rồi, được 80% rồi. 80% được anh. À, vậy thôi. Thôi được rồi. Thôi chị cố gắng nghe. Cảm ơn chị nha. Vâng, cảm ơn em nhé. Cảm ơn Thấy thầy ốc ạ. hôn thầy. Rồi cảm ơn anh Thôi, Thành ha. cảm ơn thầy ạ. Thấy là Rồi một chị hồi ốc hôi thầy ơi. hả? Anh nói Thấy tóc sao? của người thầy ơi. Hả? Dạ thấy bóp mồ hôi luôn. Có mồ hôi luôn. Bạn như Bây giờ anh thấy ơi. sao? Anh thấy sao? Không Bây giờ anh thấy, bây giờ trong người anh thấy sao? thấy bình thường nhưng mà chị bóp mồ hôi từ trên đầu xuống ngay lên luôn. Rồi, phải phải có ra mồ hôi chứ. Ha, được rồi đó, nha. Rồi tới tới ai chị? À, chị Quách Dẫn không? Rồi, cảm ơn anh. Mà Dạ, lại cảm còn ơn đứng thầy. con mà con thường đi phục khách Chị thì Quách Dẫn phải không? đấy mình kể hỏi cái gì phân loại bình thường thì cái bàn Quách của Dẫn nhà muốn tầm dạ thưa em in đau tay thế này cái cánh tay này con em đưa lên rất là khó này đau đưa ai lên đau ai chị cho chị Quách Dẫn nè, ai chị nè. Thời gian nó rất là ngắn. Các bạn nào từ khi vô chị Quách Dẫn chị muốn trị cái đau của tay thì các bạn phải xưng phong để tôi trị cho. Cái thời gian cho nó nhanh chút. Còn các bạn không chị thì tôi chỉ người khác, các bạn cứ mạnh dạn đi rồi tôi biết coi có bạn chị được tôi mới hỗ trợ được chứ. Bây giờ tới ai chị cho chị Quách Dẫn này đâu cổ tay nè. em thử thầy em không biết mình có năng lượng hay không em cũng không biết nữa Hả? em không biết là mình đã có năng lượng để trị cho cô chưa nhưng mà em muốn thử coi thử như thế nào đó Tôi nói, không biết các bạn có mà không biết đâu, các bạn cứ trị đi. Nếu không hết thì chúng ta đã có năng lượng. Không hết thì tôi không có năng lượng, mà hết thì có năng lượng thôi. dạ Rồi chị đi, ai ai chị tiếp trận hay gì đó hả? Rồi chị cho chị Quách Dẫn phải không? ạ. Rồi hai người chị đi. Không hết thì tôi sẽ hỗ trợ cho. Chị Dũng. Rồi chị nói chuyện với chị Trần đi. Chị Trần ở đâu đó? Em ở Phú Yên thầy. Phú Yên. Ừ. Còn chị Quách Dẫn này ở đâu? Thôi em ở Thanh Hóa thầy ơi. Rồi Phú Yên chị cho Thanh Hóa đi. Rồi hai người nói chuyện nha đi, hai người chị ra đi rồi. Em chào chị tên Vững Vững hả chị? Đúng rồi. Em chị yêu chị cái tay này, cái tay của chị này. Lên 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 là mỗi lần giơ lên là rất là đau. Mà cái tay này rất là yếu mà đau lắm, cho nên là Đau 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 cả cánh tay hay là trên vai không chị? không biết là
khi mà dơ lên thì là cái chỗ phần này nó đau này. Dạ. Chứ còn cũng không phải cánh tay, cũng đau cả cánh tay đâu, thế nhưng là đau cả nó dơ lên thế Trên này là nó đau. dạ phía trên này ha. Bây giờ em kể cho chị nha. Bây giờ chị nghĩ về cái điểm đau của chị đó nha, chị vẫn rồi chị muốn cho nó hết đau nha. Rồi chị Rồi biết. bây giờ chị để ý cái trong cái chỗ điểm đau chị, bây giờ chị nhìn vô em đi nha. Rồi chị để ý vô điểm đau, chị nghĩ chị niệm 2660 cho chị hết đau cho lắm nha. Rồi Rồi chị ơn nha chị. biết. Rồi chị cảm ơn em. Ông hỏi đi chị. Rồi chị vẫn thấy như thế nào, có thể Chưa đỡ xíu nào không? thấy Rồi đỡ đâu em ơi, chưa thấy đỡ gì đâu, vẫn còn đang vẫn còn đau. Khi nâng lên rồi này vẫn dạ rồi chị để rồi. ý lại đi, chị để ý thêm nha. Rồi, chị biết rồi. Rồi chị xem thử nó có đỡ thêm chút nào không. Chị vẫn thấy thế em ơi. Rồi, chị để ý tập trung vô đây chị. Bớt được 20% chứ Chị vẫn thấy thế. Chị vẫn thấy thế. Khi nâng dạ. lên này vẫn nằm. Rồi chị để ý thêm đi nha. Rồi. Hết đau cái tay đây. Có không chị? Chưa em ơi. Chưa Thầy, em không có năng lượng hả thầy? chưa thấy lượng gì cả. Xong, chị cảm ơn em. Rồi. Em cứ chị tiếp đi. Chị coi đi, thấy chị nhẹ rồi đó mà. Chị coi kỹ Không đây coi, thấy nhẹ rồi mà. thầy, Mờ em nâng mờ cái này nó vẫn đau thẻ vẫn còn đau mà mờ chị giảm đến mấy rồi? một chút thôi, không không đáng kể đâu thầy, con Không, chưa tính cũng được hai đấy. ba rồi. Bây giờ Chị chị cũng giơ giảm tay hai lên ba đi, rồi mà. giơ tay lên xong rồi chị nghĩ tới cái điểm đau đó cho nó hết đi. Chị giơ tay lên Đây, xem thử. đây. Bớt không chị? Có bớt mà bớt một chút. Dạ rồi chị Có khoảng đến 10% rồi em ơi, khoảng 10%. dạ rồi mình để ý nữa đó chị, cố lên Để nha. Bớt thêm nữa không chị, được 30 không? chắc khoảng 20. Ừ. Để ý Em cố tiếp cho được gắng. 30 hay 40 đi. Dạ. Chưa, em cố gắng đi. Dạ. Cảm thấy đỡ không chị? Thêm không? Được 30 40 không? Được 30. Được 30 em ơi. Thầy hỗ trợ em với thầy sao nó yếu dữ thầy. Tiếp tục đi chị. Rồi bắt đầu em tập trung ha. Thầy hỗ trợ em. Đâu rồi, chị ở đâu, giơ tay coi. Rồi em cứ chỉ đi, thầy hỗ trợ cho. Nhờ đâu chị chỉ ngay chỗ đó coi. Chỉ ngay chỗ nào đó. Đây thầy này, Chỗ nào đó. đây 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 xuống cái kiểu tay này Rồi rồi cái rồi. Rồi 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 rồi. Rồi em chị tiếp tục đi. bớt không chị, thêm bao nhiêu phần trăm nữa rồi? Rồi
giảm nhiêu đây? Thầy ơi, khoảng 40% thôi. Em vẫn cứ thấy đau từ đây xuống đây này. Vẫn đau thế này này. Rồi, đi, Xin nâng rồi, lên. rồi chị coi đi. Dạ. Rồi chị coi đi. Nhẹ hơn rồi thầy ơi. Rồi tiếp tục đi em trai. Được 50 chứ chị? Được 50% Được chưa? được 50% rồi, được 50% rồi. Rồi mình để ý nữa nha chị. Rồi được 6-70 gì chưa chị? Vẫn thấy còn đang căng lắm, đang còn Dạ. đau. Đau cái cùi này hay là ở phía trên này? Dọc dọc đây, dọc dọc đây, xuống đến cái cùi đây. Dạ. Đấy. Rồi chị Dọc để ý đi. Chị thấy tốt chưa? Đỡ 60-70 chưa? nghe này, 60 hơn một chút thôi, chưa được 70. Dạ. Để ý nữa với chị. Rồi chị giơ tay lên coi thử nó căng căng. Căng căng đây, căng đang căng vùng này, căng vùng này, căng vùng này. Rồi chị để ý với chị giơ tay lên vậy cũng được. Được 70 không chị? Chưa được em ơi. Thầy hỗ trợ em như thầy. Rồi đây, rồi rồi hỗ trợ đây. Rồi bây giờ bắt đầu em coi rồi ha. Các bạn xem tôi truyền ra cái này, tôi truyền qua cái người người trị bệnh nè, người bệnh nè. Tôi không trị người bệnh ha, mà tôi anh hỗ trợ cho em ha. Chị, rồi cho em chị cho cánh tay cho cái chị đó đi nha. Chậm dùm thẳng em, tập trung nghĩ về cánh tay của cái chị Quách Chưởng đi, thầy sẽ truyền qua cho em truyền qua ha. Em tập trung nghĩ bên kia đi, nghĩ bên cho cái tay cho Em có cần tô màu hay là ừ. không? Không công không thầy? Không em cứ em cứ cứ nghĩ về cái cánh tay đau của của chị Quách Tĩnh á, Quách Vững á, rồi chị thấy bớt gì chị, em tiếp cận gì ha, Dạ. cái gì Trần Lê hả? Dạ. Rồi chị thấy cái bớt gì vậy? Có bớt thầy ạ. Bớt thêm chưa chị? Có bớt thêm. Em chị tiếp Được đi. 80% chưa chị? Chị để ý có thể được 80% Hơn hơn Thầy sẽ 60 đưa gần. thầy sẽ đưa năng lượng của em ha, rồi em sẽ đưa năng lượng qua chỗ chị Quách Dẫn ha. Rồi rồi chị Quách Dẫn, chờ em hỏi Quách Dẫn đi, thầy sẽ đi giúp em bây giờ năng Chị lượng của cô Trần dạ Lê rồi thôi, còn cái chuyện mà chị em tập chạy trung cho chị kia là chuyện. chị tập trung ở điểm đâu? À, chị thấy chưa? Chị hết đau chưa? Được 80% không? Có những thấy hết chưa? Được rồi thầy ạ, được khoảng hơn 70% rồi. Rồi vậy Rồi được chị rồi. để ý thêm một xíu nữa chị. Để ý thêm một xíu nữa. Rồi được 80 chưa chị? Được rồi, được rồi, được 80 rồi. Dạ. Rồi. Rồi Rồi, vậy chị cảm ơn em. kết thúc ta. Chị cảm ơn thầy Rồi em cảm ơn chị, em cảm ơn ạ. thầy. Dạ. Ừ, Ôi rồi. em cũng sợ quá. Cảm ơn em. Dạ. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp Rồi, chào chị. ạ. Bây giờ tới phần mình tự tự trị cho mình ha. Bây giờ các bạn tự trị cho các bạn.
trong vòng 2 phút các bạn nào hỏng hết thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Bây giờ trong người của từng người một tự trị cái bệnh. Thí dụ ai đau đâu? Bây giờ ai đau đâu? Ai đau đâu? Trong xóm này ai đau đâu? Em đau hai bên sườn đằng sau á thầy, ngay cái thận lên tí á, hai bên cái Rồi, một người đau rồi. Bây giờ chúng ta tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Không phải hướng dẫn cho các bạn chị đau bao sườn. Bởi vì chị khác, nhức đầu, đau bụng, đau lưng, đau chân, đau mặt, rồi đau bất kỳ đâu. Thì các bạn tự trị cho mình ha. Cũng như chị cái gì? Chị Mùi phải không? Ừ. Chị Mùi đau hai hông sườn. Còn cái chị kia thì đau lưng. Còn anh nọ thì đau cổ gái. Còn chị A, chị B, chị C gì đó. Mỗi cô gái đau tay, đau chân, nhức đầu, chóng mặt, tùm lum. Mỗi người nó có cái bệnh khác nhau. Bây giờ mấy anh muốn chị bề, mấy chị muốn chị bên nào thì quyền của anh chị. Bây giờ tôi hướng dẫn cho các anh chị. Các bạn sẽ đọc 2660. Các bạn có thêm nữa thì thêm, muốn thêm thì không sao. Thầy khuyên giúp tôi trị bệnh như nào đó. À, chữ Di Mùi đọc 2660, thầy khuyên ơi, giúp tôi trị hết cái hông sườn. Còn anh kia cũng vậy, đau cô gái đầu 2660, giúp tôi não ơi, giúp tôi trị hết đau cô gái. Còn anh kia đau sau ruột, đau bụng, đau bao tử, thì đầu 2660 não ơi, não của mình đó ha, giúp tôi trị hết đau bao tử. Nói thí dụ gì đó, nói cái thí dụ mình muốn trị cái bệnh nào thì đọc 260 rồi kêu gọi não, thì não sẽ nghe lời thì sẽ giúp ta khôi phục lại những cái chỗ bế tắc ở trong cơ thể. Rồi chúng ta làm đi. Bây giờ chị đi Mùi, chị đọc 260, chị nói não ơi, giúp tôi trị hết hông sườn. Rồi bắt đầu chúng ta làm. Rồi tất cả các bạn cùng nhị tự trị cho mình đi. Có các bạn nào trị hết chưa? Có các bạn nào trị tự cho mình mà hết chưa? Rồi.
Thầy nhớ nhẹ được miếng hết thầy. Nghe được miếng chừng miếng chừng bé lớn. Chừng miếng chừng chắc chừng 20-30. Rồi tiếp tục đi, nếu 20 thì tiếp tục đi ha. Con hiểu sao rồi Minh Liễu và em ơi em có chị cho em được Dạ, cái đầu em này hơi nặng, em trị cho em hết. không, hết chưa? Em thấy bớt nặng rồi thầy. Rồi hết thì được rồi, Nhưng mà thầy coi giùm em cái cổ gáy em thấy nó hơi nặng nè. cô gái nào Cổ gáy em nè. Nó hay bị nặng nặng đó thầy. Em chữa thấy nó hết rồi nó trở lại. rồi chưa, tiếp tục đi em, tự chữa đi, tự chữa cô gái đi. Thầy ơi cái tay em nhẹ hơn rồi nhưng mà em thấy có cái điểm điểm là nó từ đây thế này, nó kiểu như là từ đây nó chạy xuống này, thì có nghĩa là sao thầy? Từ cái đầu em này, từ từ bên trái này nó chạy xuống đến cái cánh tay này. Còn hết chưa? Hết rồi thầy ạ. Hả? Hết rồi ạ. Là được rồi. Cô Trần Thi Thu Hà nè. Dạ, em chào thầy ạ. Thưa thầy, em bị đau nhức cái cánh tay, em tự chữa nhưng mà nó cũng nhói nhói, nó cũng giật giật vào cái tay nhưng mà nó vẫn còn nặng ạ. Chưa chưa đỡ. Rồi tiếp Em bị tục đi đau ha. cái tay nhưng mà. Rồi, em cứ tiếp tục đi. Dạ. Chị Đoàn Đoàn Thị Nga nè. Với anh Nguyễn Bạch nè, có gì không? Dạ, thưa thưa thầy ạ. Nói đi chị. Vâng, em tự chữa cho em là em đau ở cái vùng xương cùng cụt đấy, chỗ các cái huyệt bát liêu ấy mà em chữa đấy thì em thấy nó cái hơi nóng thì nó rất là nóng ở cái vùng đó, sau nó cũng giảm được 50-60%, thế nhưng mà em lại cảm giác nó chạy lên đỉnh đầu ấy thầy ạ, nó dần dần ở Đúng trên đỉnh rồi, đầu. đúng rồi, chị có biết lý giải tại sao, Dạ tại sao nó chạy vậy? em đang nghĩ rằng là khí nó ở mình đang chữa ở dưới thì nó ở trên đỉnh đầu, nó cũng là trên là dưới ạ. Đúng rồi, giờ dưới cái chỗ xương cùng cột, chỗ trực cường á thì nó là đỉnh đầu đó chị, thì chỗ bách hội đó cũng là đỉnh đầu đó, bây giờ trên dưới là một. Như vậy là chị có thể là gì lấy cái cây bút á, cây que giò, chị châm cái huyệt bách hội cái đó hết rồi là thoát khí ra được hả, chị châm đi. Dạ, em lấy ạ. Rồi thứ hai nữa, chị châm cái huyệt Dũng Tiền á, rồi cái anh gì Nguyễn Bạch thì sao? Em cái giờ em thì cái ngày thắt lưng em bớt bớt rồi nè. Nghe nóng nóng. Nóng không? Nghe nóng nóng. Giả giảm. Em thấy giảm chưa? Thấy giảm. Nó nóng chỗ nào anh? Không, ngay chỗ ngay thắt lưng đó này, ngay Ngay thắt chỗ lưng cái thắt ngay lưng chỗ không? dạ ngay thắt lưng Anh có bị tê tê chân chưa? chưa
mới ngồi có đi. có Dạ có đau mông chưa, có đau đầu gối chưa, chưa hề đau ngay chỗ thắt lưng à, thắt mới lưng đau là thắt không lưng đau. không, chưa xuống mông phải không? Dạ Rồi như vậy là anh chàng ở chỗ đó anh tắm cái huyệt số 1 chứ qua với cái huyệt 347 342 á, hôm qua mình có học đó. À, rồi anh chấm chỗ bác hồi cái hết à nha. Dạ. Nguyễn Đặng nè. Thầy ơi em báo cáo với thầy là cái huyệt bách hội của em chấm nó đau lắm, là nó đau cực kỳ á thầy. Đúng rồi, cắm chừng nào để xả hết khí rồi cái hết à, nhức lắm ha. Nó đau lắm. Rồi chấm chút rồi xong chấm vô tiền cái hết luôn à ha. Dạ. Rồi tới Nguyễn Đặng Thầy em à, thầy hỏi em nè, à. Nguyễn Đặng là tên quân ha. Rồi Nguyễn Đặng nói trước đi, Em à. rồi nói đi. Vâng em cũng bị với cái lương như em làm được rồi. Người chưa hát chưa? Bây giờ hết rồi thầy. Rồi nay Nguyễn Quân thì sao? Em xin chào thầy ạ. Thưa thầy Rồi là em lúc em điều trị thì em có cảm giác nó giật giật, nó căng ở hai cái trên huyệt phong thủy ạ. Cái chỗ các cái vị trí em bị tê tay, các vị trí tê tay là em cũng tức mà nặng lắm. Nhưng mà em vẫn chưa cảm giác được nó nhẹ đi chút nào. giác Em nhẹ chưa? nặng nặng ở đây này, nặng tức ở đây này, cái ngón này thì bị nặng tức ở đây. Em cảm nhận được nó rất nặng của nó. Nói sao nói lại nghe không rõ. À, dạ vâng thưa thầy em Nói bị sao. tê tay khi mà em tự điều trị cho mình thì em thấy nó căng và nó hơi giật ở phía trên cái huyệt phong trì hai bên. À, cái ngón tay của em bị tê đây này thì những cái chỗ mà tiếp giáp với chỗ tê là nó nặng, nó tức đây là nó tức và nó nặng, ví dụ như ngón này là đây này, còn cái ngón này nó Cho nằm ở dưới chị không chỉ cho chị chỗ nào chỉ đây đây ạ. À, thưa thầy khoan đây nghe ạ. đây để tôi ghim nghe ghim á. Nó Tôi nặng tức ghim mới thấy thì cái này và ngón này là ở đây đâu đâu chỗ nào đâu chỗ đây ạ. con cái phải không, Ngón cái là đây là một ạ. Ngón cái đây là một này. xong rồi 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 Dạ rồi rồi biết rồi 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 đâu nữa. đây ạ. Ngón ngón này, ngón trỏ và ngón giữa là ở dưới cùng này, Rồi ngón là ở trên đầu này ạ. Đây là chỗ này này, con thấy tức này, tức mấy cái chỗ này. rồi tất cả đó vị trí của cổ hết đó ha, tức là Vâng nó cổ tức. họng và cổ họng với là xem mình xem cổ họng mình có vấn đề đấy, cổ À. họng với đốt sống cổ sau lưng á, cho nên nó đau ở chỗ khúc này nè, chỗ này Vâng. có vấn đề chỗ này, cho nên cái cổ họng có vấn đề đó thì ta ấn mấy cái huyệt đó đi thì cái cổ chà cái cổ ha, chà cái cổ thì nó sẽ hết á. Dạ vâng em cảm ơn. Thưa thầy em trà cổ đi Rồi đồ hình, đi đồ hình đúng phản rồi, chiếu. trà cỏ đi, đúng rồi, Vâng. chụp hình quán chiếu đi ha. Dạ Rồi vâng. Dạ vâng em cảm ơn rồi thầy rồi ạ. rồi 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 Hello. Em xin hỏi thầy ạ. Thì các bạn nào nữa không? Em. Thầy nhìn ra sao? Thầy sắp nhìn ra thầy làm sao? Thầy em xin hỏi ạ. Cái gì? Xin thầy em xin hỏi thầy không phải em chỉ bệnh cho em vì em bị đau hai nặng hai cái mí mắt ạ. Em chỉ thì chỉ đó là khoảng 50% đấy, giờ nó cũng hai con hơi bị nặng. Cái gì đó chị nói sao nói rõ chị. Thưa thầy em với thầy bảo học tự chị đấy thì em chỉ hai cái mắt của em là nó bị nặng mi ấy, em chỉ khoảng 50% thôi, còn giờ nó ai còn hơi nặng nặng mắt cái mi mắt. Thưa thầy giúp em. Thôi chị tự trị coi.
Bây giờ nó làm sao? Nó chị bị gì? Thì em đỡ được 50% ạ, nó không nghĩa nó chưa khỏi hẳn ạ, thì nó chỉ đỡ được 50% cái mí mắt Rồi tiếp đi, 500. em Chị bắt tiếp đi chị. đầu vâng cảm ơn Rồi chị chị tiếp đi. vâng Rồi chị tiếp đi. Chị tiếp đi tôi hỗ trợ cho ha. vâng vâng Bây giờ chị gì? Chị gì? Chị nói đi tôi hỗ trợ cho. vâng em là chị là cái mí mắt là bây giờ cái cổ gáy nó cứ mỏi mỏi rồi cái cổ gáy chống cổ gáy. Rồi bây giờ chị cái này chị cái nào chị cái trước đi ha. Bây giờ chị muốn chị cái gì? Em mất chỉ cái mí mắt rồi nặng nặng cái bi mí Rồi mắt chị trị mí mắt đi ha. Chị tập trung mí mắt thì chị trị đi. Chị đọc 266 não giúp tôi trị hết mí mắt, đau mí mắt. vâng Rồi chị dầm thẳng đi, chị dầm thẳng đi. Chị dầm thẳng đi, rồi chị rồi. Rồi giờ chị tự trị đi. Chị đọc 266 não giúp tôi trị hết mí mắt. Hết vâng nặng mắt. vâng À, chị thấy hết chưa vậy? hết rồi thầy ạ. Hết chưa? Vâng, hết Rồi rồi. thôi ha. Vâng, cảm ơn Dạ. thầy. Vâng. Rồi 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 rồi. Nó vẫn ăn quá trời mà không ai ăn chứ. Mạnh Khương ở đâu rồi? Nhìn Khương có đâu? Có em có này. Đâu đâu em mở ra mở hình ra. Bây giờ em sao đây? Không có gì không? Không, em đang nghe. Anh cứ dạy đi, em nghe. Em trong người có gì không? Em có muốn trị cái gì không? Em à. À, có mỏi Ừ. chân. Có mỏi hai chân. Mở chân không? À, giống như cách giống như bị giãn tĩnh mạch gì mà không biết. Giờ rồi em đọc 260 đi ha. Não ơi, thầy khuyên ơi, giúp tôi trị hết mỗi chân ơi. Nói đi đọc thầm đi ha. Em dồn thẳng đi nè, dồn thẳng đi hả, anh sao trợ cho. Rồi em đọc đi 260. Não ơi, thầy khuyên ơi, giúp tôi trị hết mỗi chân ơi. Làm coi cái hết mỗi chân chưa? Ông coi còn không? Sao Hết mỏi chưa? Hết rồi phải không? Cái mơ coi còn mỏi thì làm tiếp ha. Cô Hiền ở Trà Vinh đâu? Hiền Trà Vinh đâu rồi? Cô Hiền Trà Vinh á. Em là Rồi em mở 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 mắt ra đi. Dạ có gì em chưa có gì không? em cái này khỏe rồi. Được không? Còn còn đau đau đớn ở đâu nữa không? À, chỉ còn à, nó mỏi nó hơi mỏi mấy cái ba ngón giữa này. Bây giờ còn không? À, mình co lại vậy thì nó hơi nặng nặng, nó hơi nặng Rồi nặng em coi em đọc đọc 260 đi. vậy. Đầu 260 não ơi, giúp tôi hết cái mỗi 10 đầu ngón tay, 10 10 ngón tay. Nhẹ được phải không? Dạ có được. Mình bao giờ ra được chưa? Dạ được ạ. Rồi, ai cũng thấy cũng hay chơi đó ha. Còn mấy cái bệnh Chắc kia học. khỏe Chắc mấy học chắc từ sau mấy anh nói chị chắc giỏi hơn tôi hết trơn rồi. Tôi sẽ lại phía sau rồi. Còn ai nữa không? thế thầy cho em hỏi ạ. Hỏi đi chị.
Thầy ơi em bị trào ngược dạ dày ấy, em cứ làm bài của thầy nó đỡ rồi nhưng mà nó đỡ Ừ. thì hôm nay thầy bảo tự chữa đấy. Với lại em bị lạnh sống lưng 2 đêm nay, em lạnh sống lưng, em đo cái bàn chân của em nó cứ đỏ, cái nhiệt độ này thầy nó cứ đỏ lên là lờ ấy thầy ạ. Thì chiều nay em làm cái bộ thăng ấy, em đánh bàn chân thì bây giờ nó cũng lên rồi, nhưng mà khi thầy bảo tự chữa em tự chữa ấy, thì người em nó cứ nóng hết cả mặt cái ấy, tức là nó đang có tác dụng phải không thầy? Đúng rồi, Vâng ạ, em cảm ơn hôm nay đẹp thầy ấy. Sáng này, hôm thầy. nay sáng nè, Dạ em hôm cảm ơn nay thầy. nay nay mày mai mai mặc đẹp rồi nè, Thầy hấp ơi dờm nhưng mà hấp cái mắt dờm. em nó vẫn bị mọng nhiều này thì sao thầy? Đúng rồi, do cái thận nó yếu thôi ha, em bị yếu thận ha. Dạ. Thì vậy chị hôm đó thì nè, chị thận cái đó hết rồi ha, buồn Thế lắm hôm là trước dùng thận dùng. vâng hôm trước em bị thần kinh tim ấy thầy, rối loạn thần kinh thực vật ấy, thì em làm thì bây giờ nó cũng hết rồi đấy ạ. Với lại cái nhịp tim cao em làm cũng hết rồi, bây giờ nhịp tim trong 70 80 thôi đấy. Nhưng mà em chỉ có 2 đêm nay em lại lạnh sống lưng, lạnh hết bàn chân để mà ngủ ngủ mơ đấy. Thì em sẽ làm cái bài của thầy, bài ngủ mơ, lần trước em làm thì khỏi nhưng vì 2 đêm em chưa kịp làm, nhưng hôm nay em thấy là rất là nóng khi mà em tự trị ấy. Để em cảm ơn thầy ạ. Cái bài đó hay lắm đó, cái bài đó anh đoàn giám đốc chủ tịch tập đoàn Hoàng Mỹ á, ổng là quản lý hơn 2.000 bác sĩ rồi ở trong nước, 2.000 đó mà tôi trị cho ổng, có trị cho bả hay bả là mười mấy năm đó, mười mấy năm mơ mơ mà một năm số là gặp mèo, năm xuống gặp mèo sợ mèo cắn, mà ổng chuyên môn là ngồi đi đâu cũng gì phải về tối đêm phải canh ngồi cho bà ngủ, khi mà có chuyện gì bất trắc xảy ra là bà ổng phải kêu bà thức dậy cho thôi, sáng mà mệt lắm. Nhưng mà tôi chấm có đúng một lần, một nay 7 8 ngày rồi không còn nằm mơ nữa, không còn con mèo, không bao giờ thấy con mèo nữa. Tôi cũng đang điều trị cho hai chồng đó được 4 5 ngày rồi, nhưng mà ông cũng đi tất cả các nơi và các nước đó, nhưng mà trị cho bà không bao giờ hết. Mà tôi chấm có một lần một cái bài đó, các bạn chấm rất là dễ, các bạn chỉ chấm thần kinh rồi chấm cơn ác mộng, đúng một lần một nghỉ luôn á, hết luôn á. Ra ông mua con cô đinh 4 kg để ăn một bữa, cho nên cái mấy cái chuyện đó các bạn dễ ăn lắm, có cái rẹt hết luôn rồi. Mà cơ bản là các bạn phải làm cái thần kinh, cào cái đầu cho nó giữ, nó hết luôn rồi. Cái đầu cho nó khô, nó hết nóng được rồi. Nó nóng lên thần kinh nó chạy đều đó, rồi khí dương huyết lưu thông là nó hết luôn, nhanh lắm. Hình như tôi chỉ mấy chục người chỉ cái 1 đến 2 lần mà thôi, cho ơi, nên chị em cảm ơn thầy. Em đi ừ, mơ chỉ cái đang lần mơ mấy chục năm rồi, đêm nào năm mơ thầy cho cái phác đồ cụ thể là cho em làm. xin đi coi vô cái clip đó anh. Anh cứ làm một cái mơ, anh vô chỉ với ổn định thần kinh nè, rồi anh vô suy nhược thần kinh nè, rồi anh vô cái cơn ác mộng, ừ, hết ngay à, Mà phong độ rồi. rồi tiếp Hư tục các bạn khác, cao đầu nữa. Thầy còn rồi tiếp tục đi, em thầy ơi. Cảm ơn rồi thầy. nói Em bị đau đầu gối, mình đau cái bả vai này thì em chỉ nó cũng thêm bớt thôi chứ nó không hết được thầy ạ. bớt thì tiếp tục Vâng, nghe, thế có bớt là có hết, nghe có bớt là có hết, vâng. sợ không bớt chữ không bớt là không hết, có bớt là hết. Chứ bây giờ chị mà đau đau mãn tính mà kia một lần hết thì sao tôi làm được nghe, thì phải chạy nhiều lần chứ, quyền công này cũng phải chạy, cũng nói đúng giống như chị dân chữ nha, tệ lắm cũng phải, nếu bệnh nặng thì cũng phải 10 ngày 15 ngày, có khi cả tháng trời thì sao,
Hả? Có nhiều người đấy là tôi chạy 4 5 ngày, nếu cho bớt chút xíu có bớt thì được rồi. Mình mạng tính thì già cả gần đi và kêu mà chị một hè hết sao mà hết được, trong cái sức đề kháng mình nó yếu đó chị, khôi phục lại khó lắm chị coi chứ, chứ còn thí dụ mình sức khỏe tốt rồi cái tính miễn nhiễm nó còn cao á, chị một lần hai lần là hết rồi, già cả luôn cũng 80 90 tuổi 80 tuổi rồi mà kêu chị một lần hết sao hết được, Em lại chưa lắm cũng 10 ngày. này lại đau ấy chị, nay thì À. bớt xong rồi mai đến giờ mai nó lại đau lại. Đúng rồi, không mai đợi hết luôn sao? Vâng. Thành ra người nào cũng vậy chứ. Các bạn thấy tôi chị cái rẹt rẹt 1 2 phút hết không? Nhưng đâu hết luôn đâu. Có khi là vài tiếng là nó đau lại rồi. Có nhiều người nặng á, chưa được hơn nửa tiếng nữa là bị rồi. Bị lần nữa. Chừng nào ta làm 24 tiếng đồng hồ hoặc 32 tiếng đồng hồ bệnh nó không quay trở lại nữa thì lúc đó mới rút lui. Thì cái bài này bữa nay không nói, nhưng mà các bạn vô viện chẩn và đồng y sẽ phân tích, bởi vì hôm nay ta học quyền công ha, ta chỉ hỏi quyền công mà thôi, còn ngày mai thì các bạn có thể hỏi tất cả những cái gì có liên quan đến bệnh bệnh về viện chẩn và đồng y. Cảm ơn thầy. Rồi bây giờ nhảy vô mà nhảy vô mà đưa các cái ông Nguyệt cái là nó hết giờ bên đây. Mình học vào giờ nào bên nào thì mình làm bên đó cho nó đúng ha. Có khi các bạn hỏi hỏi tôi hứng hỏi tôi nói hỏi luôn qua viện chẩn với đồng ý chưa. Rồi khi quyền công mà công khi các bạn ở đây không có học đồng ý, ủa học đồng ý học viện chẩn mà nói dò toàn là viện chẩn với đồng ý thì người ta không biết. Tôi học quyền công mà ông nói chuyện ở đâu đâu không à. Thế nó cũng khó. Cái giờ nào thì chúng ta hỏi giờ đấy. Có khi các bạn hỏi hỏi tôi chọt qua cái đồng y hoặc là chọt qua viện chẩn hỏi cái chất quá cái đồng y à nha, thì có gì cái nào phạm vi của ông như vậy đáng lý chỗ anh Đoàn Xuân Trường á, tôi phải cho cái bộ nguyện của anh á, nhưng mà cho thì phải phân tích, thì phân tích tệ lắm cũng em 5 10 phút thì xin hẹn anh ngày mai ha, có gì mời hỏi rồi mời người khác. Thế ơi. Thế mày. Thầy ơi. Rồi, chị Loan. Thầy ơi. Thầy nghe thấy không? Thế Dạ. mà. Chào chị, chào chị. Dạ, dạ chào thầy. Thầy giờ em hổng hổng gà em đau cái lưng chỗ hang là 4 là 5 vết 1 đó. Nó đau mà dắt nó nằm thì nó bị gan nguyên cái lưng chân chịu không nổi. Nó xuống cái đầu gối luôn. Rồi hồi nãy khi mà em tự tự chữa thì làm như nó nóng lên phần đó, cái lưng cái từ chỗ đó nó bắt đầu nó cứng, làm như cứng cái xương sống tới là một luôn thầy. Cái đó là gì em không biết, bị về về xương sống em sao thầy, cho em biết cho em cái ý kiến sao thầy. Đã chạy rồi đó, chạy gì là tốt rồi đó, chạy Nó chi cứng tiếp tục xương sống tới là một luôn. đi, rồi về làm chi khó hỏi nó hết cứng hả, chi còn cứng không Dạ cũng còn, giờ nãy giờ em cứ này cũng còn. bây giờ nó còn cứng không, Dạ còn. chị coi coi còn cứng không, coi đi tập trung đi. Dạ Giảm có chỉ chưa? có nhẹ 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 chút, có giảm giảm chút rồi. Rồi chị coi tiếp tục đi ha. Rồi được nhiêu rồi? Ờ, giảm được khoảng 30%, mày chỗ ngang ngang chỗ là 4 là 5 nó đau quá thì nó gan 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 luôn hết trơn. Tôi đã nói với chị á, chị không cần phải nói tùm lum. Tôi hỏi tới đâu chị nói tới đó là được rồi. Dạ. Tôi hỏi chị giảm chưa? Chị Dạ nói nói chưa hay là hoặc là giảm đó thế thôi, không dạ. kể lại ở đây, không có kể lại khó khăn, chị coi được như vậy 6 50 chưa, Dạ cái phần tính này được 5 50 thôi hè. Dạ. rồi cho chút nữa đi ha, Dạ. giờ thẳng này rồi coi coi được 60 chưa, Dạ được. hết cứng rồi đó. Dạ. Rồi. Còn nếu mà cứng nữa lấy cái búa chị đập hỏi mềm mà. Búa bự á, búa củi 2 3 kg vậy đó, chị đập cái nó mềm hơn. Rồi chị thấy mềm rồi đó Dạ có nhẹ là dạ. chị. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Rồi chào chị. Dạ. Dạ. Xin thầy giúp em nữa thầy ơi. Chứ cái gì nữa.
cái đầu em á, nó làm như có cái cục gì này, nó lắc lắc, nó xoay 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 xoay, nó lắc lắc lắc. Mà lâu rồi thầy, mà em làm hoài nó không hết. Nó bị sao chị? Nó cứ lắc lắc, nó làm như cái đầu mình nó cứ lắc lắc, giống như là để cái cục bi, cái cục gì trên này cứ lắc 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 vậy. Nó rung rung, của khi nó làm như là bên trong á, em tưởng tượng như là có cái gì giòi, cái gì nó cứ rút 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 bên trên này vậy. Nó đang một vàng chứ đâu mà nó lắc gì. Vàng em đâu cất trên đó đâu. À, chị coi lại đi. À, chị dòm tôi coi vậy. Chị để mặt chị sát vô vô ấy thôi. Trời ơi. Chị xa ra chút nữa thôi. Cơ thể chị yếu lắm chị. Yếu quá. Thôi bây giờ chị gạch cái mặt chị, hơi cái nóng chị nhiều bệnh lắm. Năm tạng sáu bộ chị bị yếu hết trơn rồi chị. Bây giờ tôi kể chị lấy tấm giấy 2 trang chị ghi không hết đâu. Dạ, thầy đọc đi ạ. Thôi bây giờ khỏi cần ghi nha. Chị Dạ. đánh chị dùng cái bộ điều hòa đầm ấm, rồi chị đánh cái bộ bệnh do nhiều tạng hủ gây ra, rồi xong rồi chị hơi mạch nhâm mình rót đi mấy bữa đi rồi rồi tính nha. Mời chị là chút nữa chị làm, mời chị làm chiều chị làm, rồi tối mời Yeah, tôi sẽ gặp mấy chị bữa lại em ha. cũng làm hạt đồ 41, mà đi có điều làm không thường, cứ làm được 2 3 bữa rồi em thì dừng 2 3 bữa. Đúng rồi, chị phải làm nhiều mới được. Dạ. Chị cứ làm mơi sáng, bây giờ sáng chị làm, trưa tuần một chị làm một lần nữa, chiều 3 giờ chị làm một lần nữa, tối mai học viên chuẩn tôi sẽ gặp chị lại ha nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn Rồi thầy. rồi 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 rồi. Đây cho em hỏi. Rồi Không hỏi. cái ai nữa, anh Diệp À, Minh nhầm. bóng cái nè, Diệp Minh bóng cái có gì không nói đi. Báo cáo thầy từ lúc nãy rồi. À, bây giờ này này, ý là em là cái tay em, cánh tay em cái tê đây. Tê thì em là tự chữa thì chữa được nữa, mất tê rồi. Thế nhưng mà bây giờ này, cái đốt đại phì này, cái bên cạnh cái đốt sống cổ ấy, đốt đại phì ấy, thì này nó đau đau, nó mới Sao lở không nghe, mổ. ghè quá, ghè quá. Không nghe được á? Không nghe được không thầy? Nghe không rõ. Không rõ ở đây. Thế nhưng mà em nói thì có cái tai nghe, không biết là có vấn đề gì không, nhưng mà ý là nó em chữa, tự chữa xong bây giờ thì nó lại đau cái chỗ tận cạnh đại đại phì ấy, nó nặng mà nó đau, nó nóng lắm. Hả? Cánh tay tê, Bây giờ ông nói tôi không nghe cánh một cái hà ba tiếng à. Bây giờ tôi ông dòm thẳng cái mặt đây, tôi nói bệnh cho rồi rồi chấm nha. Dòm thẳng cái mặt đây nè. Sao? không nghe được. Các bạn xem Ở tôi đây coi cái bệnh có chỗ anh Minh. Anh dòm thẳng qua đây, dòm thẳng qua đây, dòm thẳng anh xem tôi coi coi bệnh rồi. Các bạn nào có nhìn thấy anh Minh không? Tôi ghim cái hình anh Minh rất là lớn, các bạn có thấy không? Các bạn thấy thì tôi phân tích cho các bạn em. Thứ nhất là anh Minh này á bệnh. bị cái phổi phế, bị nóng đó, phổi á, bị nóng phổi, Đúng rồi. nóng phổi, nóng tim và nóng can, tỳ cũng nóng nữa, tất cả những năm tạng và sáu phủ đều nóng hết. Cho nên này Vâng. có lúc anh này anh thở á, thì khí thì nó không tới được cái răng điền đâu, nó tới cái trung quản là nó đi lên rồi, có khi không tới nữa, mà người thì rất nóng. Thì cái này hy vọng là tối mai tôi không muốn gặp cái mặt anh nóng gì nữa. Cái này chúng ta phải trị trong vòng 3 4 lần là cái mặt này mới không còn đỏ nữa. Thì anh không cần dùng dụng dụng gì, vì cái cổ gáy của anh nó nhức ra mỏi là do cái nóng của khí và huyết nóng, nó làm cho cái đường của cái mạch đốc
chỗ từ cái chỗ C C7 á với chỗ Đại Trì á, nó kéo lên cho C1 nóng lắm, anh kéo lên chỗ đó rất là đau, cho nên cái nóng đó, nhất là chỗ cái huyệt Đại Trì anh đụng cho nó rất là đau, vì cái mạch đốc của anh nó tại quá, cái độ nóng nó quá rồi, cho nên anh không cần phải lo ngại gì cho nhé, anh cứ dùng cái bộ dáng, Đó. anh dùng cái bộ dáng rồi xong rồi lấy cái tay anh ngâm cái tay nè, lấy cục đá anh cầm như thế này, cầm cái chân với anh lấy cái cục đá bỏ trong cái bọc ni lông á, anh chà hết cái mặt, cái chỗ nào nó nóng nhất nhất là từ cái trán nè dài xuống với hai cái mang tai nè, ịnh vô hai cái mang tai này nó rất là nóng, xong rồi anh chà cái mạch nhâm và mạch đốc, anh để cái cục đá nó lên chỗ bách hội á. Có một điều nữa rất là hay, anh để lên bách hội nghe cái cục đá trong cái bọc á, ni lông á, bằng cầm tay thôi không lớn đâu, xong rồi anh lấy cục đá anh chà cái hậu môn của anh, nó lạnh lắm ha, là chịu không nổi đâu, anh đang ngồi trên hai cái ghế á, anh lấy cục đá để cho không, anh để vô cái hậu môn và đi đi lên cái đường sinh dục á, thì nó không rất là lạnh, anh để vô không được đâu, anh để vô lấy ra liền, bởi vì nó quá trời lạnh đi, nó lạnh mà nó buốt chịu không nổi, nhưng mà khi mà nó lạnh rồi anh để ra vô chuộng chút xíu hết lạnh, anh để tới chừng mấy tiếng hồ không bao giờ lạnh nữa, thì cái gương mặt của anh sẽ không còn nóng nữa, cái mặt không còn màu đỏ nữa và con người mát rất là mát, và anh cho nên anh tối anh ngủ khó, rất là khó ngủ nếu không có quạt, nếu không có máy lạnh thì vô phương đi ra đường ngủ chứ ông nhà ngủ được. Tôi đảm bảo anh trong vòng 3 đến 4 ngày là dữ lắm rồi. Nếu mà tôi làm anh từ sáng đến chiều thì tối anh ngủ không cần phải đội nón nữa, không có nóng lên nữa. Nha, anh hiểu chưa? Vâng. Nhớ ha, nhớ nhớ làm ha, ngày mai tôi sẽ coi cái mặt lại. Vâng, cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn Không thầy nghe, lắm. anh nói tôi không nghe câu nào cho anh khỏi nói, thì giờ mặt thì tôi nói thôi. Không nghe một tiếng nào cho Thầy ơi. nói đi chị. Dạ, vâng, cảm ơn nhá. Sao mà cái từ nãy giờ cũng niệm giống như là thầy dạy vậy đó, nói là não ơi giúp tôi cho hết nhất thế vô, mà đọc hoài từ nãy giờ sao không hết thầy ơi. Chỉ có học được cái quyền công, được thở được quyền công chưa? Dạ thở được rồi thầy, Thở được theo chị không hết. sao mà nó hơi bớt chút xíu cái này nó chạy xuống ngay chỗ này nè. Chị bị tắc nghẽn động mạch cảnh đó chị, cho nên chị phải chỉnh được cái động mạch cảnh là mới được, chứ thôi chị chịu không hết đâu. Chị Hạnh phải không? Dạ vậy thầy giúp giùm cái Rồi chị coi từ coi coi nãy giờ đọc coi quá giúp trời. đọc một bóng banh chành cho mình, không không hết đâu, đâu chị nhất cho này chị chỉ coi. Dạ nhất ngay cho thái dương ngay chỗ này. Đâu anh Quân chị cho chị coi. Quân đâu rồi? Dạ Quân vâng em mà em đây. rồi em chị cho cái chị Hạnh coi. Rồi hai người nói chuyện nhau đi. Chị Hạnh nói chuyện đi chị Hạnh ơi. Anh Quân nè. Chú Quân. Vâng, em xin chào chị Hạnh. Em cứ xin phép gọi chị cho chị nhé chị nhé. Để xưng hô và Này. chị bị đau hai bên thái dương này à chị? Không, chị đau có bên này à. Chị đau À. có bên bên trái thôi, chị đau bên trái. Rồi, Mà bây giờ lâu chị lâu nó bị giống y như là nó bị nhói 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 như giống y như là nó nhói nhói trong đó đó. à. Chị ơi thế thì bây giờ chị mình sẽ cùng nhau điều trị nó nhé. Chị nghe được em nói không ạ? Nghe, chị nghe. À vâng. Thế bây giờ chị em mình tập trung để ta cùng nhau điều trị cái chỗ đau bên thái bên 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 trái này của chị nha, bên nhói nhói này Vâng, nha. vâng, vâng, vâng. Chị tập trung vào điểm đau và chị suy nghĩ là em sẽ điều trị được cái điểm đau đó cho chị nhé. Chị tập trung vào ạ. Vâng. Em sẽ bắt đầu điều trị nhé chị nhá. Vâng.
thầy không không trị mà để cho anh trị. Chị ơi, chị tập trung một điểm đau chị nhé. Vừa rồi thì màn hình nó trôi một cái tiếng nói lạ vào cho nên là chưa tập trung được. Bây giờ chị tập trung vào nhé. Chị tập trung một điểm đau nè. Em bắt đầu phát công ra rồi chị ạ. Chị tập trung một điểm đau nè. Đang phát công rất mạnh rồi ạ. Chị tập trung một điểm đau ạ. Chị ơi, chị thấy nó đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi chị? Chị thấy đỡ 4 á, 4 phần á. Bây giờ chị tập trung vào tiếp nhé, tập trung vào nào. Em thấy đang đang phát công rất mạnh, có một cái luồng lực đang hút hút từ tay em sang cái điểm đau của chị đấy, hút rất mạnh chị ạ. À, chị thấy đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi ạ? À, Chắc chị thấy đỡ là 6 rồi đó, 6 phần á. dạ chị ơi, chị đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi chị? Sao bây giờ chị thấy nó giống như là nó chạy chạy xuống đây nè. Rồi, cái trên thái dương của chị là ok rồi chị. Vâng. À, hết đau rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ chị thì quay bên trái bên phải xem cái chỗ này của chị quay hướng nào nó đau nhất. Nghiêng đi, nghiêng đi, nghiêng đi xem nào, chỗ nào nó đau nhất nào. Nghiêng các kiểu đi, chỗ nào đau nhất? Giờ sao anh chị thấy cái cổ gái đó, nó giống như là cái nó đào cái cổ gái. Nó kiểu bây giờ chị thì tìm xem có điểm nào đau nào, điểm nào đau để em cùng với chị xử lý nó luôn. Giống như là chị thấy bé bên trái nhưng mà cái mình cổ gái bên này nè. Nó chưa rõ lắm đúng không chị? Đúng rồi. Cái này thì cái này đau nó nếu như chưa rõ ràng thì chị có thể sử dụng bằng vuốt ấy được chị ạ, vuốt tay được. Thôi cái này thì mình có thể hỗ trợ bằng cái tay chị nhá. Thế thì còn cái chỗ này của chị là ok rồi đúng không chị? Đúng rồi. Rồi em cảm ơn chị nhá. Em Rồi, xin cảm ơn. cảm ơn Xin. chú nhiều. Dạ vâng, em chào chị. Rồi, chào chú. Rồi chào anh Kiên nè. Chào chị kia, anh Kiên nè, chào chị Dung Hà Nội nè. Anh Kiên là Chào lớp thầy ạ. trưởng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào thầy ạ. Anh Kiên là lớp trưởng của thành phố Hồ Chí Minh. Anh Chị Kim Dung siêu là quá. cũng chị Dung cũng là kim lớp trưởng của Hà Nội. Hôm Lớp rồi có phó ra chỗ anh chỗ chị kia, chị Dung là lớp phó, anh Việt là nữa anh là lớp trưởng. dạ Bây giờ chị Dung có cần anh Sơn hỗ trợ không, hoặc là anh Kiên có cần chị Dung hỗ trợ về quyền công không? Hai người cứ tự chọn, người ở Hà Nội, người thành phố Hồ Chí Minh. Anh Kiên phát biểu anh Kiên. Anh Kiên mở mic anh Kiên ơi. Báo cáo với thầy là lúc vừa rồi em cũng tự chữa cho em đau răng này, em thấy cũng bớt nhiều rồi thầy ạ. Bây giờ anh còn đau răng không? Bớt hẳn rồi thầy ạ. Bây giờ anh còn chị Dung có gì không? Dạ, em không ạ. Chị có muốn nhờ anh Kiên Chào giúp chị hỏi. cái bệnh gì không? Anh có Dạ. Kiên muốn nhờ chị Kiên chị Dung giúp anh cái gì không? Thầy xem có bệnh nào dễ dễ của ai gì thì em hỗ Chạy không có nào dễ cho mình, nào khó cho nghe. Bây giờ các ạ. bạn nào xung phong nè, cho chị Dung chỉ trị cho các bạn. Rồi các bạn nào, các bạn nam đi, nhờ chị Dung trị cho. Chị Dung cũng là bác sĩ á. Em Bữa nay nhà chị chị Dung Dung, cho tao trị cho. em nhà chị Dung chỉ dùm em cái gót chân, em bị bình bình thông chữa cho bà xã cái gai gót chân, giờ bà xã hết rồi mình bị tê tê đau đau, thì chị chưa dùng. À thế ạ. Tê tê đau Đâu đau. đâu đâu Vâng. à, ai vậy chị? Em trường Chị em. Dung ai vậy? Trường hả? Rồi rồi rồi, chị Dung chị trên trường gót chân phải không? Vâng. Cái gót chân chỗ nào đâu chị, anh chỉ cho cái chỗ nào đây. À, rồi 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 rồi, anh để gì luôn đi, anh để gì luôn đi cũng được. Vâng. Đó, gì đó chích rồi. Rồi chị chịu Dung chị đi chị Dung. Vâng, anh ơi anh Anh nghĩ đến
cái gót chân của anh nhé, anh niệm 26-60, 26-60, 26-60 nhá. Gót chân của anh hết đau nhá. Hỏi đi chị ông ơi. Thấy đỡ chưa? Giảm được bao nhiêu phần rồi ạ? Chắc là 30-40 rồi à, chị. Anh tập trung vào gót chân nha, đỡ nhiều chưa ạ? Được 50 chưa ạ? Chưa. Anh tập trung vào, anh thấy đỡ chưa? Nó nhẹ đi. Cảm Có thấy gót nhẹ chân của mình nó nhẹ đi, nó không đau nữa đâu. đúng không? Có nhẹ Được 60% chưa anh? gần được 60 rồi, 58 rồi. Năm Rồi. tám rồi. Anh tập trung vào đi nha, hết đau này, hết đau này, hết hết tê này. Bảy mươi chưa anh? Gần được rồi chị ạ. Anh tập trung vào nha, nhẹ đi rồi. Được 70 rồi đấy. Vâng, anh tập trung vào nha. Được 80 chưa anh? Xíu nữa thì ơi. Xíu nữa, cố lên. Được Tập trung 78 vào rồi. nha. Anh tập trung vào nha. Hết đau này, hết tê, hết gai. 80 chưa? Được rồi chị ơi, cảm ơn chị nhiều lắm. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, em cảm ơn thầy ạ. Cảm Đây ơn em chị. bình thường nó tê mà. Vâng. Thầy cho hỏi nha thầy. Bây giờ Cảm của ơn một bạn nữ ở đâu đi. thầy chị. Cảm ơn cả lớp. Bây giờ tới anh Kiên nha. Anh Kiên sẽ trị cho một người nữ ở đâu, bất cứ nơi đâu. Anh Thầy Kiên cho nè. hỏi Em thầy, ví dụ như ơi em. bị bệnh tiểu đường á mà mình chạy huyết công được không thầy? Đi giờ tại Hết à? Được hết, được hết, được hết. Thầy Được trị chị, bệnh được chị, tiểu đường được, á được, được. mình chạy huyết công được không? Đây mà biết cái gì? Đây đây. Được, được. Biết gì rồi cái biết cái Được. to biết ngay cái sao mặt to bằng Mình sẹt chạy vậy. thì sao mình biết mình bớt? Mình đo đường mình hay sao thầy? Thì đúng rồi. Thì bớt thì đo đường lại, nó hết thì mới bớt chứ. Mình chạy xong rồi Anh mình kia đo đâu rồi, anh đường kia á. đây. Anh kia đâu rồi. Em ơi thầy ơi. Rồi anh cái chợ còn cái chị nào ở đâu không? Anh Chúc Kiên chị con nha cho. thầy. Chỉ cho con nhờ nhờ, nhờ anh Kiên chỉ cho con nha. Dạ Rồi rồi hai người cứ nói chuyện đi. Anh chị Nhung đó phải không? con Bình. Bình Con đang ha, lái rồi. xe. Dạ. Con bị Anh đau Bình hai bây cái giờ cổ nhảy qua. tay. Con Bình á, Anh Kiên Bình ơi. Chương á. Em ơi, chào Anh chào Kiên cho ơi, em đi nhá. anh Em chị hả? qua anh Mỹ đi. Chào chào anh. Anh chị qua anh Em Mỹ đi sao nhỉ? coi. Em bị hai cái cổ tay à. Từ Hai cổ nãy giờ tay em có à? làm mà nó vẫn nó bớt thôi nhưng mà nó chưa có hết. Cổ Đau tay nhiều hai bên cổ tay. Hai hai cổ bên. tay bên cả hai cổ tay bên phải bên trái luôn đúng Dạ. không? Em bắt đầu nghĩ về nhá, tập trung vào nhá. Dạ. Em thấy giảm chưa? Giảm hơn nãy giờ nhiều đó anh. Rồi tiếp tục. Giảm nhiều anh ơi. Nhẹ rồi đó. Từ nãy giờ em chị mà nó không hết. Được bao nhiêu phần trăm em? Nhiều đó anh. À, Nhiều chắc thì có 4% chưa? 7-8 rồi. Chắc chắc sắp hết rồi anh ơi. Nhẹ nhiều rồi. Thế À tiếp tục theo hay dõi nha. nha. Dạ. Thấy nhẹ hẳn rồi đúng không em? Nhẹ nhẹ hẳn rồi anh ơi. Thế là thế, cảm ơn Ừ. em nha. Dạ cảm ơn anh nhiều, cảm ơn thầy hết rồi đó. Em cảm ơn thầy ạ. À. Dạ. Em giữ đó Thầy. chị, vượt 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 Em biên giới rồi, chị qua Mỹ rồi đó. Em cảm ơn thầy Con ạ. này có Anh rồi, con Kiên này có đang nhảy giỏi quá rồi, anh Kiên giỏi quá rồi. thế mà
À, một lớp phó Hà Nội với lớp trưởng thành phố Minh cũng tương đương ngang nhau chứ chứ đâu có à, kể chính là người cũng nửa cân chứ ha, Hay á thầy. Dạ. vậy Em cảm ơn, con cảm ơn thầy. Rồi. Em à, không mai có mời anh chị giỏi phát về huy thôi. logistics mà hết nhanh hết giờ luôn. Mà em thấy mà mấy anh chị trị mà vừa trị rồi vừa hỏi, có nghĩa là cái hơi thở của mình vẫn thở bình thường hả thầy? Rồi mình Đúng chỉ rồi, có bình ý thức thường. mình tập trung thôi hả thầy? Chứ sao em thấy Đúng rồi, đúng vừa rồi. làm xong rồi vừa nói lên, làm sao mình được, vậy là mình vẫn thở bình thường, miễn sao cái tâm mình thoải mái và mình suy nghĩ tới cái điểm đau của người bệnh là được hả thầy? Đúng rồi. Cách này mình cứ tập trung về tư tưởng, mình phóng cái năng lượng của mình qua trực tiếp bên người bệnh rồi thôi. Còn hơi thở thật của mình á, mình đâu quan tâm tới. Trong cái trị quyền công này và thở âm dương hay công, chúng ta không nghĩ đến hơi thở thật Tập mà trung ta vào chỉ dẫn với ý ý dân khí, khí dân quyết bằng tư tưởng chứ không phải bằng hơi thở thật nha. Cho nên chúng ta không quan tâm về cái chuyện hơi thở thật đó, làm gì cãi đó, mà ta chỉ cần nghĩ đến cái chuyện về mặt tư tưởng mà thôi. trị bệnh là ý và khí, À, nên ta đi hoàn toàn là ý mà nha. ý đi đến đâu thì khí như thế, không để ý đến hơi thở Ừ. của mình. Tôi để ý đâu thì các bạn luôn luôn các bạn nhớ, khi mà các bạn trị các bạn không bao giờ nghĩ đến hơi thở thật của mình. Anh thở thì sao, kệ của anh không nghĩ tới, vì cái phe này cái tư tưởng và cái hơi thở thật chúng ta tách hẳn nó ra, ta tách hẳn nó ra, ta không nghĩ đến nó hơi thở thật. Cái thứ hai là các bạn phải luôn luôn hỏi người ta, đừng cho cái tư tưởng của người ta đi khỏi cơ thể. Người ở đâu thì tư tưởng ở đó. Cho nên tại sao chúng ta hỏi liên tục để chi? Để cho cái tư tưởng của ta, cái hồn của ta nó không bay bổng đến đâu chứ. Nếu cái hồn bay bổng thì ý không có. Nhưng chúng ta phải luôn luôn, tại sao tôi hỏi các bạn luôn luôn, chỉ cần 2 giây 3 giây là tôi đã hỏi rồi ha, 3 4 giây là tôi hỏi, trong cái phạm vi là tôi hỏi hoài, để cho các bạn đừng bao giờ suy nghĩ cái chuyện đâu nữa. Cho nên luôn 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 và luôn luôn trí của bạn luôn luôn phải đi theo cái thân thể, không phải tách rời được. Còn tôi chỉ ở đây đang chỉ mà anh nghĩ cho trên trời với đất á, anh nhớ về miền quê ngoại hay là anh nhớ về người yêu hay là anh nhớ về nước Mỹ hay là anh nhớ ở đâu không biết, thì chỉ không hề hết nha. Thành ra các bạn phải tập trung cho đó, anh ở đâu thì anh phải trở về về cơ thể của anh, để chi, để cho cái não nó dẫn ý dẫn khí dẫn quyết đi, thì cái não của chúng ta sẽ tự điều chỉnh những cái hồng cầu nó bị tổn thương hoặc là nó bị bế tắc, thì làm cho cái hồng cầu này nó khỏe lại thì nó nuôi được cái cơ thể thôi, nó đơn sơ thôi. Đây hoàn toàn là trị về vô hình. Cho nên có lúc ta chỉ rằng hữu hình, có lúc ta chỉ rằng vô hình, thì các bạn mới thành công được. Còn nếu mà các bạn mà không quan tâm đến nó, không nghĩ mà lơ là, nó khó ăn lắm. Cũng như các bạn la người nào đó, ta đâu có quan tâm tới đâu. Ông làm là tôi nghĩ trên trời, cứ hỏi lại cái mất tiêu, hỏi là cái đang nói gì tôi đâu biết đâu. Trong khóa lớp học gì đang học gì mà cái chừng không nghĩ đến cái chuyện bài giảng, cái chừng hỏi lại đâu biết gì đâu, vì ta không tiếp thu, ta không đưa vào não. Thì chúng cả bạn cũng nên luôn luôn ha, luôn luôn no hỏi người ta thường thường xuyên, để ta não tự tự điều chỉnh lại, tự chữa lành. Ta sẽ giúp não điều chỉnh lại cơ thể mà thôi. Rồi các bạn có ý kiến gì không?
thầy cho con hỏi thầy. Hỏi gì? Thầy ơi, dạ, con hỏi thí dụ mình trị bệnh cho cái người đó mà mình tập trung mình hỏi rồi lúc đó mình trị làm sao thầy? Thì mình hỏi người ta hết chưa rồi lúc đó mình lúc nào mình trị á, mình phải tập trung mình niệm công hoặc là mình phóng công hoặc như nào mình phải tập trung mình rồi làm sao mình hỏi được. Mình hỏi rồi cái não của mình á mình không có tập trung vô được rồi. Mình làm cách nào? Con không hiểu cái đó. Ai hiểu? Hôm qua em có vô cái học cái lớp phóng công chưa? Con học mấy bữa nguyên công con có, nhưng mà thứ hai thì con không có mở cam được. Con hiểu Không, khi mình phóng công mà mình hôm giải thích cái phóng công đó, 21 cái gì bằng quyền công đó con có thì nghe bài giảng đó. rồi rồi cứ coi lại cái bài giảng đó ha, với cái niệm công. Bây giờ thí dụ như chúng ta niệm công phóng công, hoặc là ta phóng công đi, cũng như hồi nãy á em bị đau cái cổ tay Dạ. thì người trị bệnh á, tất cả cũng như thầy trị bệnh cái cổ tay cho em đi, Dạ. hay là trị về cái não bất cứ chỗ nào, thì cái não, cái tư tưởng của người trị bệnh phải tập trung ngay chỗ cái cổ tay 100%, và người trị cổ tay bị bệnh cổ tay cũng phải tập trung ở đó 100%, vì hai cái luồng tư tưởng này sẽ tập trung để giải quyết một vấn đề. Cũng như cái điện thoại của các bạn ở đây gọi qua anh Mỹ đúng cái số của cô thì ở đây mới nghe được, bên kia mới nghe được, chịch một số không nghe được. Cho nên chúng ta phải tập trung dây vào cái điểm chỗ cái tay, hai người phải tập trung cái đó. Ở bên đây sẽ đưa cái năng lượng đó qua ngay chỗ cái não của người trị bệnh, của người bệnh. Cái não này nó phải truyền nhờ cái não của cái người ở bên trị bệnh đó, cũng như cô bệnh và bên Mỹ vậy đó. Bây giờ mình sẽ phóng công qua cái não của cô đó ha, mình sẽ đưa qua năng lượng cho cái não đó, thì cái não của cô đó bắt buộc phải truyền ý khí huyết và quyền lực xuống cái cổ tay đó để nó khôi phục lại cái chỗ bế tắc đó. Nó làm cho cái chỗ nó nóng lên, nếu mà bị lạnh nó sẽ nóng lên, rồi nóng lên thì khí và huyết sẽ lưu thông thôi. Nếu mà nó nóng quá, cái cơ thể bị nhiệt quá thì nó có cái luồng khí lạnh để làm cho dịu cái nóng ấy đi, nghe, nó làm cho dịu cái đó. Nhưng mà phải với điều kiện là chúng ta phải tập trung toàn toàn ý vào cái cổ tay đó thì cổ tay nó mới có vấn đề. Nhưng mà nó không bao giờ nó chạy chỗ khác, nó từ cái não nó chạy xuống cái tay, nó chạy xuống cổ tay liền, nó không chạy xuống giò, không chạy xuống lưng, bởi vì chúng ta trị là trị cái cổ tay. Cho nên khí ý và quyết không bao giờ chạy chỗ khác, mà nó chỉ chạy lại cổ tay đó mà thôi, bởi vì cái não chúng ta, ý chúng ta đã điều khiển như đó. Bây giờ ý thì dẫn khí, khí thì dẫn quyết, mà quyết tới đâu thì lực đến đó ha. Cho nên nếu cái tay nó bị nóng thì nó sẽ làm cái cổ tay nó sẽ mát đi, còn cái cổ tay nếu lạnh thì nó làm cho ấm lên. Cũng như các bạn thấy ông thưa chị, một chút xíu cái lưng đi nóng bừng lên, cái đầu nóng bừng lên, do qua cơ thể của ta bị hàn. Nếu mà cơ bể nó bị hàn thì nó sống lên, nếu cơ thể nó bị nhiệt thì tự nhiên cái nhiệt này nó sẽ nhả ra, nó làm cho cơ thể mát lại liền, vì ta có âm có dương. Khi mà các bạn thở chỉ đều theo đường dương thì nó làm cho
cơ thể nó mát xuống. Nếu cơ thể bị âm thì nó làm cho cơ thể nóng lên và khí và huyết sẽ lưu thông. Nó dễ, khi mà vô bài giảng các bạn thấy nó rất rõ, rất cái đó. Cho nên tôi nói với các bạn, đây là một cái phương pháp, nó không phải là di tâm, nó là khoa học biện chứng, vì nó có âm và có dương. Nếu mà âm không thì nó là vi tính, còn cái này có âm có dương, cũng như con người ta cũng có âm có dương mới sinh được con người. Mà có âm có dương chúng ta mới đứng được trên cơ thể này. Nếu mà cái lượng của bạn bị dương thì các bạn nóng, các bạn không thể đứng trên đất này được. Nếu mà cơ thể bạn toàn là âm không thì các bạn đã nằm xuống xuống đất rồi, có người chết đó. Chỉ có âm thôi chứ không có dương. Nhìn nhìn trong cái sách Hoàng Đế Hoài Kinh cũng nói rõ, trong âm có dương, trong dương có âm. Như vậy là âm động thì sẽ biến thành dương, mà dương động sẽ biến thành âm. Cái đó rõ ràng. Cho nên âm và dương tuy rằng nó đối nghịch với nhau, nhưng mà nó luôn luôn hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để cân bằng sự sống, con người ta mới được đứng trên trái đất này. Bây giờ người nào mà không có dương đi, tôi đố người nào sống được đó. Không dương thì đâu có thở được. Thở là gì? Thở đó là dương, khí là dương, mà huyết đó là âm. Như vậy là ta thở trên đường dương của bạch đốc, ta thở trên mạch nhâm của đường âm. Như vậy là chúng ta có thở trên trên mạch nhâm và trên mạch đốc, vì có âm có dương thì mới cân bằng được. Cho nên chúng ta mới điều chỉnh, khi mà có cái tỷ lệ vàng thì chúng ta mới điều chỉnh được cái âm lực, cái lượng âm dương trong cơ thể. Nóng thì ta thở âm nhiều hơn, nếu lạnh thì ta thở dương nhiều hơn, để ta cân bằng âm dương tỷ lệ vàng, làm cho cơ thể ta không không nóng không lạnh. Cho nên công trị bệnh cũng như các bạn hỏi nè, các bạn tập trung ngay chỗ vị trí mình bệnh, không tập trung chỗ khác. Chỉ cổ tay, chỉ tập trung cổ tay, hai người chỉ tập trung ngay cổ tay mà thôi, không tập trung ở cái lưng, không tập trung ở giò, bởi vì chúng ta cần đưa khí về huyết và lực xuống cổ tay để giải phóng cổ tay đó hết đau mà thôi. Còn mấy chỗ kia thì không cần, mà khỏe thì ta không chỉ. Bây giờ tôi muốn chỉ là cái này bằng bao tử thì tôi chỉ nghĩ bao tử mà thôi. Nếu bao tử vào ngược thì tôi nghĩ cái hơi của bao tử, bây giờ tôi nghĩ là tôi không cho bao tử cái hơi đẩy lên, vì bao tử cái nhiệm vụ của khí của bao tử là phải chảy xuống hậu môn để đi ra ngoài, mà thầy có nhiệm vụ đó là đẩy khí lên. Bây giờ một hạng, một tạng, một phủ mà giờ nó nghịch lý nhau, bây giờ khí của tỳ đi xuống mà khí của bao tử về đi lên, hai cái ngược lên làm cho bao tử ở hơn, làm cho viêm ống thực quản, làm cho viêm họng, làm cho nhức đầu nửa bên, nửa bên trái. Như vậy là có ta có nhiệm vụ là ta quay trái ngược lại, ta đưa tỳ khí của tỳ đi lên não, lên lên miệng, và đưa khí của bao tử đi thì xuống ruột non, xuống ruột già và đi ra hậu môn để đưa phân, để phân ra ngoài. Thì khí đây là khí khí hư. Cho nên các bạn thấy người nào đau bao tử, người nào bị cũng hôi chứ, hôi hôi mực luôn, vì khí hư đã trào lên ống thực quản và ra họng. Mà ra họng không hết thì nó trào lên bán cầu đại não ở bên trái, thì làm cho nhức đầu ở ở bên trái rồi thôi. Như vậy là ta không cần chơi nhức đầu bên trái, mà ta chỉ cần giải phóng cái bao tử trào ngược rồi thôi. Ngang ta lộn, ta đưa khí chơi ngược lại, thì nó hết bao tử trào ngược. Trong trị quyền công cũng vậy, nếu mà chúng ta trị bao tử trào ngược thì chúng ta phải, trước mắt là chúng ta phải nghĩ về khí của bao tử đi xuống, không cho đi lên. Còn nếu mà chị bên quyền công thì ta chị gì? Còn nếu bên viên chẩn
ha, thì ta đưa cái bộ giáng khí xuống để không cho đưa khí lên mà ta đưa sáng khí xuống liền, không cho trào lên, xong lúc đó ta mới trị được bao tử ha. Cái các bạn mà nhảy vô các con trị bao tử trào ngược là cái gì không hết, phải có đưa khí đi xuống trước thì các bạn trị mới được. Còn các bạn trị mà không có bộ giáng khí thì thôi vô phương. Xong rồi các bạn muốn kết hợp với viện chẩn ủa với đông y thì ta đi đường kinh, đi cái đường kinh vị và đi đường kinh kinh tỳ, bởi vì tỳ là tạng còn vị bao tử nó là phổ, cho nên chúng ta phải chỉnh chỉnh một tạng và một phổ, mà chỉ tạng và phổ phải chỉ cơ quan kế bên là mối quan hệ, kế bên là mối quan hệ với can, chúng ta không giải quyết can thì cũng không được. Bây giờ can là tạng huyết, cho nên nó có cái mối quan hệ cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải giải phóng của cái tạng đó. Nhưng mà ngăn ngực thì ta phải giải quyết đường kinh tam tiêu, đó là đường kinh tam tiêu nữa, vì đường kinh tam tiêu dứt phát là chúng ta phải đụng đến đường tam tiêu. Đường kinh tam tiêu là nơi nơi dẫn nước và dẫn khí đi, mà không có thằng đó làm cho ngăn ngực khó thở thì ta giải quyết thằng đó nữa. Ừ. Cho nên trong đông y pha hỗ trợ đông y thì các bạn chị rất là nhanh. Đây là tôi nói cái phương pháp của chị đông y kết hợp viên chẩn và cái một cái phương pháp chị chuyên về về quyền công, thì các bạn phải nghĩ chị quyền công đặc biệt chúng ta phải tập trung nghĩ hoàn toàn về về người đó và nghĩ về cái đường đi nước bước của cái cơ quan nội tạng của đó thì chúng ta mới làm được. Ví dụ như các bạn chị ngoài Vinh là dễ rồi, các bạn chị Vinh rất là dễ, trong quyền công của bạn chị ngoài ngoài Vinh rất là dễ, bây giờ đau đầu chị đó. Còn chị quyền công mà trong nội tạng thì có độc, các bạn phải tinh vi hơn chút nữa, các bạn phải hiểu nó đường đi các bước của các tạng và các phủ và cái đường kinh tam tiêu của nó, để chúng ta dẫn khí dẫn huyết bằng bằng hơi thở bằng tạng thật. Ừ, còn bên kia thì ta chỉ ý thôi, còn bên đây thì chúng ta phải dùng bằng bằng hữu hình, còn bên kia thì ta chỉ bằng vô hình, bên đây ta phải chỉ bằng hoàn toàn là hữu hình.